Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh, hôm nay thì mình có một con Jarguar S1000 ở đây. Đây là phiên bản 2023. Thì clip hôm nay mình sẽ cùng với mọi người sẽ đập hộp cái dòng sản phẩm này. Và mình sẽ chia sẻ cho mọi người xem là cái dòng phiên bản 2023 này nó khác biệt gì với phiên bản 2022 nha. Bắt đầu thôi. Bắt đầu thôi ha. Mình sẽ đang có một con S1000 qua đây. Cái thùng thì nó tương tự như là đời cũ thôi, không có khác gì hết. Màu trắng dễ xử rồi. Ok, một tờ hướng dẫn cũng không khác gì cái đời trước ấy. Cũng có một tờ hướng dẫn bằng tiếng Hàn. Dòng này là bằng tiếng Hàn đó nha mọi người. Nói chung là tại ai hiểu tiếng Hàn học nha, chứ mình bó tay nha. Rồi một sợi dây nguồn nè. Cuối cùng là một cái dòng Jarguar S1000. Mình đặc biệt mình thích Jarguar là chỗ ấy chỗ là cái này họ cái túi này nè, họ không làm bằng cái miếng ni lông mà họ làm bằng cái miếng kiểu tấm vải á, như kiểu tấm vải á. Nhìn nó khá là xịn, kiểu sang xịn á. Nhìn nó khá là đã, cầm nó không đỡ bám vân tay, nó đỡ bị nhầu á. Nhưng mọi người thì ngay từ từ khi mà xài với cái con đóng thùng, mở thùng với con mà mang số này kia của bên Trung Quốc họ làm á, thì họ hay dùng cái bọc ni lông á, thì mấy cái dòng đó nó hay bị nhầu lắm, nhìn xấu lắm. Ok, đây mình còn có một con Jarguar S1000 chính hãng nha. Đây quay cho khách coi tem này, cho mọi người thấy tem này. Đây tem của Jarguar Nhật Hoàng này, không? Năm 2023 này. Ok chưa? Đây thêm một cái tem nữa của Nhật Hoàng này. Này mà ai thích bảo hành điện tử này kia là cứ quét mã là bảo hành điện tử ha. Rồi đó, chỉ hiện tại là dòng mới là chỉ có 2 tem thôi. Về mặt trước thì theo mình thấy hình như là không có gì thay đổi hết. Bản 2022 là với 2023 là tương tự như nhau luôn, không có khác gì. Cũng có các chế độ này ở kia, mic này kia. Đây để mình quay xíu này cho mình cũng thấy được, mình dễ cho mọi người coi nè. Nó có chỉnh cái đường mic này, rồi equalizer dành riêng cho đường mic này. Đó, equalizer nó có những các giải từ 63 nè, 250 nè, ký 2, ký 5 là 3, ký 2 vậy nè. Mọi người có thể tưởng tượng nó đây là như kiểu là phần trầm nè, rồi phần mid nè, mid 2 nè, phần chép nè. Đó, mọi người có thể dựa vào cái tần số này mọi người biết được. Rồi đến dưới này có delay nè, có cả reverb nè. Delay là cái echo á mọi người. Cái này thì anh Vũ đã có hướng dẫn chi tiết trong cái link rồi, mình sẽ ghim cái link nó bên dưới thì mọi người có thể xem chi tiết cái bản hướng dẫn sử dụng nha. Mình chỉ lướt qua cái phần, mình chỉ lướt qua phần này thôi. Ok, đây nói chung là không khác gì hết. Rồi mặt sau đây, mặt sau nó sẽ khác về đố mọi người. Nếu mọi người để ý clip kia nó sẽ có khác khá nha mọi người. Đầu tiên là cái đường mic, cái đường line đây là cái đời cũ của nó 3 line lận. Nó sẽ có một cái đường line mà output AV. AV là cái đường này nè, AV, output AV. Có thêm một cái đường output AV nữa. Dành cho khách hàng nào mà kiểu xài âm ly á, mọi người muốn chơi thêm con này á, thì mọi người cắm từ âm ly lên đến đường này thì nó có đường AV, AV thì nó sẽ dễ cắm hơn. Tuy nhiên đợt này nó lược bỏ luôn. Nó chỉ cho đường input AV thôi, là còn output không có. Đó, nó chỉ có in thôi. Output bây giờ họ bắt xài hết bằng Canon ha. Nè có đường right output nè, left output bên trái bên phải nè, có đường center nữa. Mình chưa rõ là cái đường center nữa làm cái gì. Không biết chắc là dành cho những hệ thống là 3 loa chăng. Mình chưa rõ cái vụ center hay là xem phim, vì xem phim con này thì nó cũng chả có ý nghĩa gì với cái đường center này, mình chưa rõ nó còn thậm chí nó còn cả nút bấm dành cho là cái đường này cắm mic hay music nữa này. Đó. Rồi âm lượng dành riêng cho nó. Rồi cái đường output này là về bass, tức là cái cánh sub đó mọi người. Đây nó có cả volume dành riêng cho sub này, rồi cái cách sub riêng nữa này. Đó, ok chưa? Và đây là cái điểm khác biệt đây, 6 ly. Đợt này nó cho thêm một cái đường 6 ly nữa, dành cho những khách nào mà thích chơi mà 4 loa mọi người. 4 loa mà kiểu để phía trước hết á. Chẳng hạn như để 2 cái loa thùng, 2 cái loa cột cộng thêm 2 cái loa nằm nữa, mà muốn gắn vô, muốn trải nghiệm nó như thế nào, gắn 4 loa mà không muốn link từ con này qua con kia, bởi vì những cái loa nó không có link đường link á, mà lại không muốn đấu chập để cho nó tụt ôm á, thì mình xài cái này. Đó, nó có đường 6 ly này, 6 ly ra loa này, đường tín hiệu này. đó, hiện tại thay đổi nó chỉ có một chút xíu vậy thôi, không có gì thay đổi hơn. Đây, Made in Korea đây, vào nút nguồn của nó. Lúc đầu bên hãng nó có giới thiệu cho mình là con này bắt đầu nó chạy được điện 110, nhưng mà khi bóc hồng ra mình thấy nó vẫn chạy điện 220, mình cũng chả biết 110 nó ở chỗ nào. Rồi nói chung là hãng cái mình chỉ tin tưởng cái gì thông số ghi trên đây thôi nha, chứ còn như đợt trước mua cái con bao shop về, mọi người nhớ không? Ông shop mua nhập sách tay về nó ghi rõ là 110, nhưng mà gọi qua thằng hãng bản bảo cắm 120 được, cắm vô cháy mất tiêu. Nên là thôi mọi người xài cái này mọi người cắm 220 cho mình ha, đừng cắm 110 ha. Đó, ok. Nó chỉ có vậy thôi, một cái vang rất đơn giản, một cái vang quốc dân dành cho các khách hàng nào mà mê đồ. Thứ nhất là không thích đồ China thì có thể xài sử dụng con này. Thứ hai nữa là khách hàng nào mà hơi nghe nhạc một xíu thì cái sao tiếng của con này rất tốt nha. Và thứ ba nữa là dành cho khách hàng nào thích mà kiểu tinh chỉnh, tự tinh chỉnh ở nhà, không có muốn là chẳng hạn như vang số thì nó sẽ tinh chỉnh sẽ bị cố định, tức là sau khi các thành viên tinh chỉnh xong hết rồi mình tăng giảm âm lượng lớn nhỏ này kia thôi. Thế còn nếu mà muốn chỉnh chuyên sâu nữa lúc đó thì mình phải lấy máy tính ra mình chỉnh. Nhưng mà với vang cơ thì khác, vang cơ thì các thông số nó có cố định một số thông số này rồi, nó cũng cơ bản thôi, nó không nhiều nhưng mà nó vẫn tinh chỉnh được một chút. Thì các thông số thì sẽ giúp cho mình là tinh chỉnh theo từng bài nhạc, chẳng hạn như cái bài này trên YouTube nó bass hơi nhiều thì mình có thể giảm bass của nó lại, hoặc là cái bài này trên YouTube nó chép nó nhiều quá hoặc là chép nó ít quá mình có thể nâng lên một chút. Thì cái đó là cái sự tinh chỉnh khi trong quá trình mình sử dụng. Thì vang số sẽ không làm được đó, làm được nhưng mà rất là rắc rối, phải xài máy tính. Còn cái này thì nó trực quan ở ngoài hơn, dễ xài hơn, dễ sử dụng hơn. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới khui thùng rồi, chia sẻ một số những cái khác biệt của dòng Jarguar S1000 này so với phiên bản đời 2022. Đây là phiên bản đời 2023, nó sẽ sự khác biệt gì. Thì mọi người thấy clip này hay, mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để mình ra nhiều clip tiếp theo. Mình là cái hẹn gặp mọi người clip tiếp theo. Bye bye.